Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Tốt Sao Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Hầu hết các thần tượng K-pop thì đều phải trải qua một thời gian dài làm thực tập sinh trước khi debut trong một nhóm nhạc. Tuy nhiên thì vẫn có những trường hợp đặc biệt khi chỉ mất một vài tháng, thậm chí là vỏn vẹn một ngày để làm thực tập sinh trước khi debut. Và họ được coi là những thần tượng có tài năng thiên bẩm và có khả năng phát triển nhanh. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những idol K-pop có thời gian làm thực tập sinh ngắn nhất trước khi debut nhé. Thứ nhất, Suzy, 6 tháng. Sau khi tham gia thử giọng tại chương trình Super K-Star của Mnet năm 2009, Suzy được JYP để mắt đến và tuyển về làm thực tập sinh của công ty. Suzy vốn có quãng thời gian rèn luyện thanh nhạc và vũ đạo ngay từ nhỏ, chính vì vậy cô nàng không cần mất nhiều thời gian trong quá trình làm thực tập sinh tại JYP. Chính xác, thời gian thực tập của Suzy chỉ kéo dài 6 tháng trước khi cô nàng debut cùng Miss A. Thứ hai, Lee Kwan Lin, 6 tháng. Dù là thực tập sinh nước ngoài nhưng cậu út nhà Wanna-One nhanh chóng thích nghi với môi trường thực tập tại Hàn Quốc và phát huy tối đa tiềm năng của mình qua show sống còn Produce 101 mùa 2. Chính nhờ vậy mà Kwan Lin xuất sắc debut cùng nhóm nhạc được xem là tân binh khủng long Wanna-One chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi trở thành thực tập sinh của Kobe. Thứ ba, Ye-in, 4 tháng. Ye-in là thành viên của Lovely. Cô nàng nhanh chóng được debut chỉ sau 4 tháng kể từ khi được tuyển chọn với lý do hội tụ đầy đủ những kỹ năng cần thiết của một idol cùng ngoại hình vô cùng sáng sân khấu. Thứ tư, Chen và Baekhyun với 4 tháng. Chen và Baekhyun là hai main vocal xuất sắc của nhà EXO. Nếu như Chen được nhận xét là king vocal của K-pop Gen 3 thì Baekhyun lại là idol toàn năng nổi tiếng với sức hút khó cưỡng trên sân khấu. Nói đến đây thì ai ai cũng đã hiểu lý do vì sao hai nam thần tượng này chỉ mất có 4 tháng để được debut cùng với EXO rồi đấy. Thứ năm, Kyuhyun, 3 tháng. Kyuhyun của Super Junior cũng có thời gian làm thực tập sinh ngắn ngủi, chỉ 3 tháng. Anh chàng nổi tiếng nhờ giọng ca sâu lắng, đặc biệt là phù hợp với thể loại ballad. Thế mạnh về giọng hát có lẽ đã giúp anh chàng nhanh chóng được debut mà không phải trải qua quãng thời gian làm thực tập sinh quá lâu. Thứ 6, Jaelin, 2 tháng. Jaelin là thành viên người Trung Quốc thuộc đội hình của nhóm nhạc nhi đồng NCT Dream. Chàng trai này cũng chỉ mất 2 tháng để debut. Lý do là khi còn ở Trung Quốc thì Jaelin cũng được đào tạo bài bản, có concert solo và phát hành album như một ca sĩ chuyên nghiệp ngay từ bé. Thứ 7, Jigoo. Jigoo, thành viên của nhóm nhạc nam nữ hỗn hợp, chỉ mất 2 tháng để được ra mắt. Thậm chí cô nàng còn được công ty yêu cầu thu âm thử ca khúc Oh Nana, bản hit đình đám của KARD ngay từ ngày tham gia thử giọng. Thứ 8, Eunji, 2 tháng. Đội hình của Apink ngay trước thềm debut đã thiếu đi vai trò main vocal. Thật may mắn cho công ty khi Eunji, giọng ca đầy nội lực và cảm xúc, đã tham gia thử giọng thời điểm đó. Cô nàng chỉ làm thực tập sinh trong 2 tháng trước khi debut cùng với Apink. Thứ 9, Yeun, chưa đầy 1 tuần. Sau khi tham gia buổi thử giọng thì nữ ca sĩ được JYP lựa chọn, ngay sau đó thì gia nhập vào Wonder Girl. Yeun chỉ làm thực tập sinh vài ngày trước khi ra mắt và đây được xem là một trong những trường hợp vô cùng đặc biệt của K-pop. Thứ 10, Olivia Hae. Olivia được thêm vào Luna sau cùng với thời gian training tại công ty chẳng ai ngờ là 1 ngày. Đây được xem là kỷ lục mới về khoảng thời gian mà một idol mất để training trước khi ra mắt. Sở dĩ được debut nhanh như vậy là vì trình độ và kỹ năng của Olivia đã quá tốt. Trước đây thì cô nàng từng là học viên của học viện FNC. Với những thần tượng kể trên thì bạn ấn tượng nhất với idol nào? Hãy để lại bình luận bên dưới comment cho chúng mình được biết nhé. Và đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Tốt Sao Hàn.